Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi mới nhận được cái nút bạc. Ủa ôi, nó nặng quá mà nó không nặng lắm đâu. Nó chỉ hơi nặng thôi. Mới nhận được cái nút bạc của kênh Funny Game này. Tôi chưa thèm bóc luôn. Bây giờ tôi quay lại clip bóc cho các bạn xem. Nút bạc thứ hai và sắp được nút bạc thứ ba. Tôi nghĩ là tôi là cái thằng sở hữu nhiều nút bạc nhất Việt Nam. Trên thế giới tôi không biết, nhưng mà Việt Nam thì chắc là tôi nhiều nhất. Và tôi đang triển khai thêm kênh thứ tư để có thể được 4 nút bạc. Nhưng mà đây không phải là làm nút bạc để chơi đâu nhé. Mà đây là tôi có dự án riêng của tôi. Nút bạc nó đến rất là nhanh. Tôi không ngờ đến nhanh như thế. Cái nút thứ ba mới có 1 tháng thôi mà kênh tôi lên hẳn 137.000 sub. Rất là kinh khủng luôn. Đấy, view thì cũng khá khá. Đây, bên Mỹ gửi về. Đi qua rất là nhiều châu lục mới đến Việt Nam. Ok, Việt Nam địa điểm cuối cùng. Bây giờ thì tôi sẽ bóc cho các bạn xem. Mà trước khi xem cho các bạn xem nó là cái deck gì đã. Đây, cái này chắc là thiết kế khác so với nút bạc của tôi. Nút bạc cũ, đây là nút bạc cũ này. Cái YouTube nó là màu đỏ. Đấy, bạn thấy không? Ok, còn cái nút bạc này chắc là YouTube nó là chữ màu trắng. Bởi tôi xem có vài nút bạc mới. Ồ, chữ màu trắng. Đây, chuyển qua Airline Eastern Airline. Ship to shipping. Ok, bây giờ tôi sẽ mở cái nút bạc cho các bạn xem như nào nhé. Ok, đây nút bạc nhìn to này thôi nhưng mà tí nữa mở ra bé tí. Rồi, bây giờ tôi sẽ khui cho các bạn xem cái nút bạc mới này như thế nào. Dao nam để lưỡi tem đây, rạch một đường rất là nhẹ nhàng thì nó sẽ ra thôi. Đấy, đơn giản đấy thôi. Đây là review nút bạc. Ok, chưa gì tôi đã nhìn thấy chữ YouTube rồi. Ồ, cái lần này đóng gói nó khác cái lần trước. Đó này, chế tội cho nó lục. Ok, đây là nút bạc của YouTube. Rồi đây, mặt trước, mặt sau chả có cái gì. Bây giờ tôi sẽ mở ra xem có cái gì bên trong nhá. Chắc chắn là sẽ có nút bạc rồi. À rồi, có một cái lá thư của bên CL gửi cho tôi. Đây là lá thư của YouTube bên COL. Đấy, chữ ký ấy. Rồi, cái này phải để lên bàn, không thể bước xuống đất được. Đấy, tôi tôn trọng họ. Và đây là cái nút bạc của tôi. Thấy chưa? Các bạn thấy cái nút bạc nó có chữ YouTube màu đỏ này. Đây là nút bạc mới, à quên nhầm, chữ YouTube màu trắng. Nhìn nó không được đẹp như cái YouTube màu đỏ trên tường của tôi. Đây là nút bạc của Funny Game, nhưng mà cái cách thiết kế nhìn nó đẹp hơn và sang trọng hơn. Đấy. Rồi. Yeah. Đây cái hộp sau. Cầm cái này có vẻ phê hơn này. Nút bạc này có vẻ là đẹp hơn cái nút bạc kia. Ok, bây giờ tôi lấy cái nút bạc này xuống cho bạn xem. Trời ơi, hai cái nút bạc khác nhau hoàn toàn luôn. Một cái nút thì bé tí, một cái nút thì to oành. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao lại thế nhỉ? Nút dưới này rất là to luôn này. Đây là nút bạc của Monster này. Còn đây là nút bạc của Funny Game. Sao nó lại như thế này nhỉ? Thật sự là tôi không hiểu. Ok, đằng sau thì nó được dính bằng một cái lớp nhung như này. Đấy. Cái nút bạc to hơn kênh của Monster rất là nhiều luôn. Kênh Monster nó lên đến 300.000 sub mà được cái nút bạc bé tí như này. Trong cái đấy Funny Game có 160 luôn. Này, hai cái này khác hoàn toàn. Cái nút bạc còn to hơn nữa cơ. Trời ơi, nhìn hai kênh này. Thật sự là tôi cảm thấy thương kênh Monster vãi lều ra luôn đấy, vãi lòng luôn đấy. Đấy, cho các bạn xem. Ok, xong. Thôi cho các bạn xem cận cảnh luôn cả hai nút bạc như nào nhá. Rồi, đây là hai nút bạc mà tôi đang sở hữu. Cho các bạn xem cận cảnh Funny Game.
nút vòng này to hơn rất là nhiều luôn đấy, nhưng mà nó không có cái màu đỏ ở cái chữ Tubi này. Bây giờ tôi sẽ treo hai cái nút này đây và sẽ chừa ra một chỗ để sau này nhận cái nút thứ ba, treo ba nút ở đây luôn. Nhưng mà cái nút mới là rất là to, ok, rất là to luôn, thì chắc là tôi sẽ treo ở bên ngoài, còn ở giữa thì tôi sẽ treo cái nút bé đây. Đấy, đây là nút to. Bây giờ treo hai nút bé ngoài này, khi nào nhận được nút thứ ba sẽ treo ngoài. Ok, bây giờ treo nút này đây, nhìn cũng có vẻ được đấy. Sau nhận được nút nữa treo đây, nhìn cũng được đấy. Tôi đã đóng hai cái nút bạc này vào đây. Và bên này đợi nút bạc thứ ba, đang gửi thư cho YouTube để lấy nút bạc thứ ba về cho kênh Vlog. Đấy. Thật ra cái này nó thay đổi nhưng mà rất là chất. Bây giờ tôi mới phát hiện ra. Ở cái nút bạc ngày xưa, cái nút bạc cũ này, cho các bạn xem, thì tôi cho các bạn xem một cảnh. Thì nó thiết kế hoàn toàn với nút bạc mới. Cái này to hơn và đẹp hơn rất là nhiều, chất hơn rất là nhiều. Nó chỉ có cái là cái rìu Tubi này, cái Tubi này nó không được màu đỏ. Đấy. Còn cái Tubi này nó màu đỏ, nhìn nó nổi hơn một tí. Ok. Rồi cho các bạn xem cận cảnh luôn nhé. Đây các bạn này, ý này, cái chữ YouTube và Family Game, toàn bộ cái này là nó được mạ bạc hết. Nó không phải là in như này. Đây là in bên ngoài này. Còn đây là mạ bạc hết bên trong này. Đấy, mạ bạc hết bên trong luôn. Nút bạc to hơn rất là nhiều. Đấy. Nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều cái nút bạc bên này. Bên này lâu đời rồi. Nó có mỗi cái chữ Tubi màu đỏ. Khăn à đây. Cái này xịt để lau qua cho nó sáng loáng, cho đẹp, ok. Đấy, này xịt. Bây giờ tôi xịt này vào đây. Đó, lau sáng loáng luôn. Ok, trước khi kết thúc cái video này thì tôi muốn gửi đến tất cả những các bạn đang xem video và tất cả những các bạn mà đã ủng hộ tôi từ trước đến giờ, từ cái đời mà tôi giải mã ảo thuật đến bây giờ là 2 năm, một lời cảm ơn chân thành nhất, bởi vì có các bạn thì mới có tôi ngày hôm nay và có hai cái này, là do tất cả các bạn và do tôi, do chúng ta, ok. Và đấy là lời cảm ơn chân thành nhất nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ gửi đến những cái bạn mà trước giờ không ủng hộ tôi, ghét tôi, thậm chí là dìm hàng tôi, muốn hack face hay là hack mail của tôi, một cái lời như này: các bạn là thằng bất tài, ok. Tôi dùng cái từ đấy cho các bạn bởi vì sao? Chỉ những cái thằng bất tài không làm được cái gì thì nó vi rạch đi làm những cái trò như thế để hạ cái người đang thành công hoặc đã thành công xuống dưới vũng lầy hay vũng bùn hoặc là vũng xít của chúng nó. Sorry các bạn nhé, cái này tôi dùng những cái từ này tôi nói cho những cái thành phần trẻ trâu, những thành phần mà không biết suy nghĩ, đang ngày đêm cố gắng hack nick, hack face hay là hack YouTube hoặc là phá hoại report video của người khác đấy. Những cái thể loại đấy nó gọi là thể loại bần cùng của xã hội. Tôi phải dành những cái từ như thế cho chúng nó, ok. Và tôi không gọi chúng nó là bạn, bởi vì chúng nó không đủ tư cách để tôi gọi là bạn như các bạn, bởi vì các bạn biết suy nghĩ, ok. Và tôi hy vọng tất cả các bạn xem video của tôi với một thái độ tích cực hơn là tiêu cực. Các bạn không thích, các bạn có thể stop video hoặc có thể dislike, ok. Nhưng mà đừng report, bởi các bạn report chán thì YouTube nó không xóa video của tôi, ok. Khi video của tôi không vi phạm gì, các bạn report hàng tỷ lần, video của tôi không bao giờ bị sập. Đấy là cái điều tôi muốn thông báo cho các bạn, ok. Và tôi muốn gửi đến những thanh niên mà đang ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình là hacker hay là nghĩ mình là thiên tài. Thật ra những cái bạn đấy không làm được cái gì cho đời cả. Rồi, tôi không chứng minh điều gì cả.
đằng sau tôi chứng minh tất cả những gì tôi đang làm. Và tôi sẽ cố gắng chứng minh cho các bạn thấy tôi không phải thằng bất tài. Và chứng minh những cái điều to lớn hơn nữa. To hơn hai cái này, chứ không phải đơn giản là hai cái này. Sắp có cái thứ ba rồi, nhưng mà nó chỉ là cái điều bình thường thôi. Rồi, và đây là động lực cho tôi cũng như là cho các bạn, để các bạn xem video của tôi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi, chào các bạn.